với hơn 450 đoàn khách quốc tế và trong nước tham dự. Việt Nam Food Expo 2017 là sự kiện toàn diện nhất của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Việt Nam Food Expo 2017 là kỳ tổ chức thứ 3 nhưng đã thu hút được số lượng đáng kể các thương hiệu thực phẩm lớn, nhỏ trong nước cùng nhiều quốc gia có ngành công nghiệp thực phẩm phát triển. Việt Nam Food Expo cũng đã trở thành thương hiệu triển lãm quen thuộc với nhiều đoàn khách tham quan là các doanh nhân, giới thu mua thực phẩm trong và ngoài nước. Việt Nam Food Expo có thể đánh giá là một cái triển lãm về công nghiệp thực phẩm lớn nhất và cũng như là hiện đại và bài bản nhất của cái nền công nghiệp thực phẩm của Việt Nam chúng ta hiện nay, là một cái sự kiện xúc tiến thương mại hết sức là quan trọng, giới thiệu các cái nền công nghệ tiên tiến và giúp cho cái người tiêu dùng Việt Nam có thể lấy được những cái lợi thế cũng như là tiếp cận được những cái sản phẩm mà tiên tiến nhất. Sự năng động của triển lãm cũng đã thể hiện sự năng động của Việt Nam trong những năm gần đây. Với quy mô lớn, chủng loại hàng hóa trưng bày đa dạng của các gian hàng Việt Nam và nhiều quốc gia vùng lãnh thổ tại triển lãm đã hứa hẹn về thành công lớn của kỳ tổ chức triển lãm lần này. Tôi rất vui mừng khi tham gia hội chợ lần này vì thị trường Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng. Ở đây, mọi người ngày càng chú trọng về chế độ dinh dưỡng. Từ năm 2015, chúng tôi đã biết đến hội chợ triển lãm này thông qua tham tán thương mại Việt Nam tại Ý. Chúng tôi thấy rất ấn tượng với triển lãm lần này. Triển lãm này có rất nhiều khách quốc tế và ngày càng trở nên quốc tế hơn. Do vậy, tôi cho rằng tham dự triển lãm này sẽ rất hiệu quả. Đồng hành cùng sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2017 năm nay có số lượng đông đảo khách tham quan, với trên 20.000 lượt, trong đó đáng chú ý là các đoàn thương nhân, khách mua hàng tiềm năng đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hoa Kỳ, Pháp, EU, Trung Đông. Tôi đến với triển lãm lần này với mong muốn tìm được những mặt hàng chất lượng cao, khối lượng lớn với tiêu chuẩn FDA để nhập khẩu và phân phối tại thị trường Canada như cà phê, cacao, chè, hạt tiêu. Trước đây, tôi đã từng nhập khẩu các mặt hàng nội thất của Việt Nam chất lượng rất tốt và lần này tôi hy vọng sẽ đạt những kết quả cao. Đặc biệt, triển lãm lần này còn là nơi hội tụ của các thương hiệu thực phẩm sạch, thực phẩm organic của Việt Nam, mà trong đó nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu và cả những sản phẩm lần đầu tiên được xuất khẩu. Theo tôi thấy là hội chợ lần này thì tín hiệu nó rất tốt. Thì hai ngày qua thì cái lượng khách trong và ngoài nước tương đối là nó nhiều. So với những hội chợ quốc tế thì cái hội chợ football Việt Nam mình thì đương nhiên là nó sẽ về quy mô sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà ở đây cái tính chuyên nghiệp của mình làm thì cũng không thua gì những cái hội chợ quốc tế. Chúng tôi là những doanh nghiệp gần như 100% xuất khẩu. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng tại sao chúng ta mang những hàng tốt nhất, ngon nhất Việt Nam mang ra nước ngoài bán mà lại không bán được ở Việt Nam. Đó là cái trăn trở của những công ty này. Cho nên tập đoàn cũng hỗ trợ những công ty thành viên, trong đó có Lafoco và có Thích Bến Tre tham gia cái hội chợ này để nhằm mục tiêu giới thiệu cái sản phẩm. Mặc dù đã được bán ở trên thị trường thế giới rất là nhiều, nhưng là lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu ở Việt Nam. Được sự hỗ trợ của tập đoàn thì chúng tôi cũng mang đến cái sản phẩm về giới thiệu trong cái tập trung của tập đoàn, đặc biệt là hội trợ Food Expo là xuất khẩu, thành ra chúng tôi vừa rồi cũng đem cái sản phẩm là chúng tôi dự định xuất khẩu này để trưng bày. Sau khi biết được chúng tôi có cái sản phẩm xuất khẩu này, cũng một số đối tác trong nước mà trước đây họ có xuất khẩu phẩm đi Mỹ thì họ đã đặt vấn đề với chúng tôi, thì chúng tôi cũng đang quá trình là tìm hiểu đàm phán. Cái hội trợ này thì có rất nhiều các nước, có những cái sản phẩm mà thực ra những cái sản phẩm này là họ có cái lịch sử rất là lâu rồi. Mình muốn đem những cái sản phẩm của Việt Nam của mình thực sự nó được làm ra như thế nào và họ so các người dùng ở đây họ sẽ được cái trải nghiệm so sánh với lại những sản phẩm nước ngoài mang tới xem nó cái nào sẽ hay hơn. Trong khuôn khổ triển lãm Việt Nam Food Expo 2017, bên cạnh việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, còn diễn ra nhiều hoạt động tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, tổ chức đón các đoàn nhập khẩu lớn đến từ Hoa Kỳ, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc. Các tập đoàn thu mua, đại siêu thị trong và ngoài nước như là Walmart, CG, Lotte, Aeon, Central, Vinmark, Sacha, Big C, v.v. tới giao dịch tại triển lãm, cùng hàng loạt các sự kiện hội nghị, hội thảo, các chương trình và cuộc thi có ý nghĩa thông tin giá trị như là hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, hội nghị quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam kết hợp giao dịch thương mại, hội thi nấu ăn quốc tế Sài Gòn,
lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trình diễn ẩm thực.